Xin chào tất cả các anh em quay trở lại kênh của Hiệp Bất Động Sản. Hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với các anh em về một cái văn bản pháp lý rất là quan trọng liên quan đến việc là có đổi lại cái giấy chứng nhận mới hay không. Anh em hãy đón xem nhé. Thì có một số cái anh em á thì rất là lo lắng khi mà có cái quy định mới về đổi giấy chứng nhận giấy chứng minh nhân dân, đổi cái căn cước công dân. Thì khi mà chúng ta đang xài từ mã vạch hoặc xài từ số, anh em bây giờ đổi qua cái thẻ là gắn chip, thì bây giờ một số người đang rất là băn khoăn là mình có đổi cái thông tin mình thay đổi, vậy có đổi cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, tức là sổ đỏ của chúng ta có đổi hay không. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Hiệp sẽ chia sẻ với mọi người là những cái đối tượng nào sẽ phải thay đổi cái căn cước công dân này và cái thời hạn thay đổi là nó như thế nào. Cái điều thứ hai mà Hiệp chia sẻ là chúng ta có thay đổi cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta hay không, và những trường hợp nào thì sẽ phải thay đổi. Thì nó cũng không có phải lo lắng quá đâu anh em ạ. Bởi vì nó như thế này, theo quy định của pháp luật thì hình như là ngày 23 tháng 1 năm 2021 là cái thời điểm mốc. Vậy nếu mà ai đã đủ tuổi đã được cấp giấy chứng minh nhân dân á, thẻ căn cước công dân trước cái thời hạn này, thì mọi người cứ tiếp tục sử dụng cái chứng minh cũ của mình, không ảnh hưởng gì cả. Và nếu mà ai mà cấp giấy chứng minh nhân dân từ thời điểm này đổ về sau thì sẽ chuyển qua cái căn cước mới là căn cước có gắn chip. Vậy những người trước đây thì sao? Thì cái chứng minh của mình vẫn được hiệu lực, vẫn xài hết bình thường, vẫn tiếp tục xài nha anh em nha. Nhưng mà khi mà mình hết hiệu lực rồi á thì 15 năm là mình sẽ hết hiệu lực, đúng không ạ? Hoặc là mình có nhu cầu cấp đổi mới, thì lúc đó khi mà mình đổi mới sau có ngày sau tháng 1 2021 này qua tháng 2 trở đi, anh em đổi thì thời điểm này anh em đổi trở đi thì anh em sẽ đổi qua là căn cước có gắn chip. Vậy thì ngày 23 tháng 1 là cái thời điểm mốc để cho chúng ta tính là sau đó thì chúng ta sẽ dùng chứng minh. Chúng ta có làm mới hoặc chúng ta làm từ đầu hoặc chúng ta cấp đổi gì đó thì chúng ta sẽ đều phải chuyển qua chip hết. Còn trước đó mà anh em đang có rồi, ví dụ Hiệp cũng đang có đây, thì mình cứ xài tiếp, khi nào mình có nhu cầu đổi mới thì mình sẽ chuyển qua chip. Đó là cái câu trả lời thứ nhất đối với Hiệp, Hiệp chia sẻ cho mọi người. Cái câu trả lời tiếp theo là bây giờ mình có đổi cái giấy chứng nhận hay không? Thì anh em có hai cái trường hợp xảy ra như thế này. Anh em khi mà đổi qua cái chứng minh mới thì vẫn giữ cái mã số cũ của anh em, cho nên là mình không có lo. Mọi người sẽ được, mặc dù là chuyển qua chip, nhưng mọi người vẫn được giữ cái mã số cũ của mình. Cho nên là về giấy chứng nhận thì mình không cần phải thay đổi, bởi vì cái số chứng minh vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Tuy nhiên sẽ có một vài trường hợp như thế này, tức là khi mà anh em chuyển từ giấy cũ qua cái mẫu mới á, thì anh em có thể thay đổi cái số chứng minh của mình. Vẫn có rất là nhiều trường hợp thay đổi số chứng minh, ví dụ thay đổi nơi cư trú và rất là nhiều yếu tố để thay đổi giấy chứng minh. Thì khi anh em thay đổi giấy chứng minh rồi thì anh em phải cập nhật lên trên cái sổ của mình. Anh em sẽ cập nhật lên trên cái sổ của mình. Vậy anh em sẽ có cái văn bản để anh em yêu cầu phòng tài nguyên, văn phòng đăng ký đất đai có thể là thay đổi hoặc là đính chính cái thông tin cá nhân của anh em lên trên cái giấy chứng nhận. Vậy thì có hai cái trường hợp xảy ra. Nếu mà trường hợp thứ nhất là anh em không có nhu cầu thay đổi cái mã số của mình, không thay đổi gì và giữ y nguyên, mặc dù mình đổi qua cái thẻ mới thì mình vẫn giữ cái sổ đỏ của mình như cũ nha anh em. Còn anh em có đổi cái thông tin của mình thì bắt buộc anh em phải update, anh em phải cập nhật cái thông tin đó lên trên giấy chứng nhận. Một số anh em, và trong quá trình đi làm thì Hiệp cũng đã gặp trường hợp này rồi, tức là khi ngày xưa mình ở cái tỉnh khác thì mình mua đất ở khu vực này, ví dụ như anh em ở ngoài Vinh vào trong Phan Thiết mình mua bất động sản, thời điểm đó giấy chứng minh anh em vẫn ở ngoài kia, anh em chưa có vào đây ở, thì cái giấy chứng minh cũ của anh em khi mua ghi lên trên cái sổ đỏ này. Khi bây giờ anh em vào trong Phan Thiết anh em ở và anh em làm lại cái giấy chứng minh mới, làm lại hộ khẩu ở Bình Thuận, thì cái giấy chứng minh sẽ cấp định danh theo cái mã ở Bình Thuận, và lúc này hai cái mã thì nó khác nhau. Rồi lúc này anh em không có chịu thay đổi, không chịu cập nhật, thay đổi xong không chịu cập nhật, rồi khi anh em bán cái bất động sản đó cho Hiệp, thì rõ ràng khi mà anh em bán đi rồi thì hai người biến thành hai người khác nhau, vì hai cái giấy chứng minh khác nhau, phải đi xử lý vấn đề này rất là mệt. Đây là một cái kinh nghiệm
Trong thực tế thì Hiệp cũng đã gặp rồi. Cho nên Hiệp muốn chia sẻ với anh em là khi mà mình thay đổi cái thông tin, cái mã số định danh của mình rồi, thì anh em phải cập nhật lên tất cả các cái vấn đề nào liên quan đến cái mã số của anh em thì phải cập nhật hết, từ ngân hàng cho tới đặc biệt là giấy chứng nhận bất động sản ha. Thay đổi hết, cập nhật hết, để khi mình cần á, mình chỉ việc mình thực hiện thôi, chứ lúc đó không có phải đi xử lý nữa. Vì quan trọng nhất là vấn đề thời gian nữa. Bây giờ mình chưa cần thì mình làm từ trước. Còn khi mà mình cần rồi, gấp rút về mặt thời gian thì làm rất là mệt, rất là phiền phức. Và nhiều khi mà cơ hội nó cũng sẽ quay đi, nó qua đi. Vì thời gian cũng là một yếu tố cơ hội, anh em không làm trước thì nó sẽ qua đi. Thì trong cái video hôm nay Hiệp chia sẻ đây là một cái kinh nghiệm xương máu và Hiệp gặp thực tế luôn rồi, xử lý rất là vất vả. Cho nên Hiệp muốn là anh em chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức này cho anh em. Mình đi đổi giấy chứng minh mới cũng được, ok. Nhưng nếu có thay đổi gì mình nhớ cập nhật cái thông tin này vào trong cái sổ liền nha anh em. Và nếu anh em thấy cái video này nó hữu ích thì hãy chia sẻ cái video này để cho nhiều người khác cũng nhận được thông tin giống như anh em vậy nha. Rồi, và nếu nhớ bấm nút đăng ký và bấm luôn nút chuông ở bên cạnh để nhận được video tiếp theo của Hiệp. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.